quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Ăn Ngon Sống Khỏe Mỗi Ngày Vui. Cô chào Minh Châu, hôm nay cô thấy Minh Châu rất là xinh đẹp nè, mà tư thế chỉnh chu vô cùng, chắc là chuẩn bị sẵn sàng vào bếp phải không? Dạ, tại vì em làm việc với cô Thảo nhiều nè, mà cô Thảo lúc nào cũng chỉnh chu, nghiêm túc, chu đáo, cho nên là em cũng bị nhiễm luôn á. Thiệt không đó, hay là hôm nay gần đến ngày 8 tháng 3 rồi cho nên Minh Châu nịnh cô phải không? Đâu có đâu, em đang tính chúc mừng cô Thảo như ngày 8 tháng 3 nữa kìa, với lại không quên nhắc cô Thảo là chúng ta phải giúp cho quý vị khán giả có một món ngon để chuẩn bị cho ngày 8 tháng 3. Lẽ dĩ nhiên rồi, không thể nào thiếu một món ngon cho quý vị khán giả. Cô sẽ chuẩn bị một món chế biến từ mực nha. Mực hả cô? Wow, em để ý là thực đơn tuần này toàn hải sản không thôi. Bởi vì hôm qua hôm kia thì mình có trứng cá và ốc giác nè. Hôm nay thì có mực, hay quá, như vậy là rất hoàn hảo. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng vào bếp và chuẩn bị món ăn cho ngày hôm nay. Đó là món nải chuối mực. Để thực hiện món nải chuối mực thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 300 g mực đã được làm sạch, 100 g cá thác lát nạo, 3 nhánh tiêu xanh, 2 trái ớt hiểm, 1 cùi bông cải, thì là cà rốt, cộng hành lá băm, củ năng, nước nghệ, sốt cà, dầu hào, củ hành tím băm, bột năng, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Ajigon. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ ướp cái phần gia vị cho phần mực này. Mực thì mình phải lựa cái loại mực nhỏ nè, ốm như thế này, chiều dài khoảng chừng 6 hoặc là 7 cm thôi. Làm sạch đi, bỏ hết cái phần da mực ở phía bên ngoài và bỏ cả phần ruột, bỏ cả đầu luôn. Sau đó thì chúng ta mới ướp gia vị vào 1/3 muỗng cà phê tiêu nè, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Sau đó đó, chúng ta sẽ xoa đều cái phần gia vị này để cho phần gia vị nó thấm đều trong và ngoài cái phần con mực này luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần cá thác lát. Chúng ta sẽ ướp gia vị vào tiếp tục. Ở đây là cũng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajigon nè, khoảng nửa muỗng cà phê tiêu đập dập. Chúng ta sẽ tiếp tục cho vào một ít đậu hành trắng mình băm nhỏ nè, cho thêm cái thì là nữa. Có thì là thì nó có cái hương vị khá đặc biệt. Cuối cùng thì quý vị khán giả sẽ cho một ít củ năng nè, cho một ít cái cà rốt. Mình cho giúp cho cô trộn tiếp cái phần này cho thật đều nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái giai đoạn kế là chúng ta sẽ tạo hình cho những cái con mực này. Đầu tiên á, cô sẽ sử dụng một ít cái tiêu hạt đen nè. Và chúng ta cần sử dụng thêm một cái bao ni lông như thế này để cho mình cho nhân vào cho dễ. Phần nhân là cá thác lát á, cô cho hết vào túi nè. Rồi chúng ta cắt một cái đầu nhỏ như thế này thôi, đủ để mà mình bơm cái cá thác lát vào trong mực. Phần này á, thì mình quấn chặt lại. Quý vị khán giả sẽ cho cái phần bao này vào trong cái con mực và chúng ta sẽ bơm từ từ cái phần nhân vào. Chúng ta sẽ cắt một cái chút xíu ở đầu nhỏ này nè. Để khi chúng ta bơm thì cái phần không khí nó còn dư ở phía bên trong mực này nó sẽ được đẩy ra hết. Rồi chúng ta lại tiếp tục bơm như vậy cho đầy cái phần mực. Dùng tăm á, chúng ta ghim cái con mực nó như thế này. Thì sau khi mình hấp á, phần nhân nó sẽ không bị trào ngược ra phía đằng sau. Và cuối cùng để cho nó đẹp mắt á, thì cái phần đuôi này chúng ta sẽ dùng một cái hạt tiêu nhỏ, chúng ta gắn vào trong cái phần đuôi này để nó tạo nên cái hình giống như là cái trái chuối nó có một cái núm đen đen nhỏ phía đầu này nè. Nó sẽ giống hơn đó. Giống y chang luôn đó cô. Đây là hoàn tất rồi. Chào giúp cô gắn hạt tiêu vào. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện như vậy cho đến hết cái phần mực. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ đặt một cái xửng lên bếp. Trước khi mà chúng ta đem đi hấp á, thì quý vị khán giả còn phải qua một cái công đoạn nữa. Là vì chúng ta đang muốn tạo hình những cái trái chuối cau. Mà trái chuối cau thì nó có màu gì Minh Châu ạ? Dạ nó màu vàng tươi. Cho nên quý vị khán giả sẽ sử dụng một ít nước nghệ. Và chúng ta sẽ phết cái nước nghệ này lên trên cái phần thân mực. Tất cả những cái trái chuối cau chúng ta đã tạo hình xong rồi. Và nước ở trong nồi cũng đã sôi. Minh Châu giúp cô mở nắp nồi ra. Và chúng ta sẽ cho những cái trái chuối cau này vào. Thì quý vị khán giả đậy nắp lại và chúng ta hấp từ 5 đến 7 phút thì mực sẽ chín hẳn. Wow, chuối chín rồi. Sau khi chúng ta hấp được là 5 phút rồi thì bây giờ phần chuối này đã chín rồi, chúng ta lấy ra nè. Minh Châu giúp cô tắt bếp đi. Quý vị khán giả sẽ lấy lại cái phần nước hấp mực này nè để chúng ta làm sốt. Thì cái sốt nó sẽ ngọt và thơm hơn rất là nhiều. Mình sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh dầu hào. Quý vị khán giả sẽ cho tiếp thêm khoảng nửa chén nước dùng. Chúng ta cho khoảng 1 muỗng cà phê bột năng vô nữa. Dạ, rồi để em khuấy đều lên cho. Rồi, Minh Châu giúp cho cô phần này. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng một trái ớt hiểm, chúng ta đập dập ra. Phần tiêu xanh này chúng ta cũng đập dập ra. Khi chảo nóng rồi chúng ta sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Kế đó chúng ta sẽ cho hành tím vào. Phần hành cũng đã rất là vàng thơm rồi, chúng ta lại tiếp tục cho ớt hiểm và tiêu xanh và chúng ta đảo đều. Đến phần của Minh Châu đó, Minh Châu cho sốt đó vào giúp cho cô đi.
Trong phần sốt này chúng ta đã có cho bột năng, cho nên khi cho vào đó thì quý vị khán giả nhớ lưu ý chúng ta dùng đũa khuấy đều để cho phần bột năng này không bị vón cục. Rồi phần sốt đã xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ múc cái phần sốt này ra. Rồi bây giờ cô sẽ xếp những cái trái chuối này vào. Rồi cô cho thêm một cái ít rau húng quế vào. Bây giờ thì nải chuối mực của chúng ta đã hoàn tất rồi, chỉ còn chờ cho Minh Châu thưởng thức và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả nữa thôi. Dạ, em cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, đây là lần đầu tiên Minh Châu ăn chuối câu mà không cảm thấy ngọt hay là bùi mà lại cảm thấy giòn nữa ạ. Bởi vì mực ở bên ngoài thì vừa chín tới nè, giòn ngon, ở bên trong còn có độ giòn của củ năng nè, của cà rốt kết hợp với độ dai không lẫn vào đâu được của cá thác lát, mà còn có mùi thì là và mùi tiêu nữa chứ. Thật là thú vị có phải không ạ? Khi ăn một món ăn mà chúng ta nhìn đẹp mắt nè, ăn ngon miệng thì đảm bảo với quý vị là chúng ta sẽ cảm thấy rất vui và những người thân của quý vị cũng sẽ cảm thấy rất là thích thú ạ. Cô cảm ơn Minh Châu và hy vọng rằng là quý vị khán giả cũng sẽ thực hiện thật là thành công món nải chuối mực trong chương trình kỳ này để có thể chào mừng ngày 8 tháng 3 sắp tới. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị ơi, hãy thường xuyên giữ liên lạc với nhau để chúng ta chia sẻ thật nhiều những kinh nghiệm quý báu trong ẩm thực nhé. Bằng cách viết thư về cho chúng tôi ở địa chỉ là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ thì cô Dự Thảo và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!